ngoài này sâu dữ ta. Rồi được mấy con hào. Đó, sẵn rồi đó. Cái gì đây? Cái đâu cái gì đó. Cái gì? Cái đâu cái gì bỏ vô mấy ngàn con đó. Nuôi cá đâu có cho bạn bè rồi mò nhậu rồi chơi. Cái này có mò ha. Này đuổi chứ khó mò. Con này gồng quá. Không quay gì chơi đi. Nhớ quay tao đi. Được mấy con hào này cũng vô rồi. Lần nào ra con một rồi. Đó con hào là xíu rồi. Phải khác hơn. Cá chưa thấy chỉ thấy hào thôi. Hào lắm mà mình nướng bắn lửa cái mình. Cá này hơi nhỏ ha, mà nó mập. Cá này mập. Ngu. Ủa là cá con 300-400 gram vậy. Sao vậy? Thuốc á. Bị quấn thuốc nhiều lần quá cái ông còn chống chống á. Dính vào nào không bác? Đó. Dính lỡ đi đã. Được. Được à. Được 3 con rồi. Gọi qua rồi đi quay rồi. Mấy con cá lớn luôn không có. Dạ, có gì nữa. Đừng có bự quá, cỡ vừa vừa vậy nè. Dạ. Vô. Con này ngon, con này bự. Đó, hai con luôn. Rồi cái này vậy là khúc giữa đó đó. Hấp vô mấy cái chăn nước đó đó. Có cá bự. Còn nữa. Còn đây nước sâu quá. Vô. Hào. Chắc hào chứ thằng mũi đi. Đang có 3 con trong lưới á. Thấy nó im đềm quá. Tại vì cái chân dưới mà gồng nó ấy là nó dở. Ủa ông ơi.
cái đầu lưới đó đây chưa dính mà. Từ từ động động gì từ từ đi chị ra. Mày gỡ tôi coi.